Và có lẽ không thể không quay một cái tác phẩm mà rất đẹp như thế này. Chị Dược đã bỏ ni lông ra và quay chi tiết cho quý vị các bạn xem một cái tác phẩm rất giá trị và quý ở nhà vườn Giáp Đại Ơn. Đây quý vị vừa thoạt nhìn đã thấy nhiều những cái điểm tay cành thân pháp cũng rất là quý, nhiều điểm khó và được kỳ đá trên một cái bệ đá cũng rất là hài hòa. Đây thân bệ, đây thân bệ rất chùn và già. Cây này cũng làm cũng rất là nhanh xong, đang đến thời kỳ tạo tác bông râm. Ok, rất tuyệt vời. Một cây này Minh Dưỡng nghĩ là sau này cũng là một cây rất quý tại nhà vườn Giáp. Độ chùn và độ khó của cây càng nhìn càng thể hiện ra nhiều những cái điểm nghệ thuật. Vâng, đây là tổng thể của cây. Minh Dưỡng giới thiệu cho quý vị các bạn ở mùa đông, mà nhất là ở ngoài Bắc chúng ta thường xảy ra cái tình trạng mùa rét, thì có một cái phương pháp mà tôi đang quay cho quý vị các bạn đây biết, một cái phương pháp ủ cây, lấy ví dụ là để tạo cho cây không bị rét quá. Nhất là cây đang trong thời gian tạo tác cũng như là trồng mới cũng như là kỳ đá. Đây là một cây mới được kỳ đá nên cây rất yếu. Chính vì vậy chủ nhân đã nghĩ ra một cái phương pháp là lấy cái giấy bóng làm những cái cột ở chậu và ủ cây. Ủ như này đảm bảo cho cây nó có cái không bị lạnh, đủ cái nhiệt độ hấp thụ của cây, tạo cho cây đỡ coi như là bị rét cũng như là bị sương muối trong cái mùa đông này. Đây tôi quay cho quý vị xem nhé. Nếu trong trường hợp mà cây cần phải kỳ đá mùa đông thì cái phương pháp này cũng rất tốt, và nhiệt độ ở ngoài và ở trong khác biệt rõ ràng, cây vẫn bình thường và rất khỏe. Hơi nước bốc lên ni lông là nó tụ lại rồi đấy. Nó sẽ những cái nhiệt độ mà hơi nước được hấp thụ lên
động lại ở ni lông và tạo cho cái không khí ở bên trong ổn định, nên cây rất khỏe và vẫn có cửa, làm những cái lỗ cửa và để có thể là tưới nước vào cây, đảm bảo độ ẩm của cây. Và đặc biệt hơn là nếu như có nắng thì sự quang hợp của nắng vẫn được vào trong của cây. Khi có nắng thì ta chỉ cần thả những cái ô cửa như này ra để có gió lùa vào và nhiệt độ vẫn bình thường. Khi rét thì ta lại đậy vào thì nhiệt độ ấm của cây, tạo cho cây ổn định và vẫn sinh trưởng bình thường. Ok. Tôi có lẽ Minh Dưỡng sẽ dừng video ở đây. Để dừng video ở đây thì Minh Dưỡng tranh thủ có chủ nhà vườn em Giáp và cũng chia sẻ một chút về em Giáp với mọi người. Vâng, chào em. Anh đến quay nhà vườn và cũng thấy là những sự tâm huyết cũng như là tình yêu đam mê của cây đối với Giáp rất là lớn, thể hiện được cái là vừa đam mê nhưng là vừa làm vừa tạo tác được kể cả cây cũng như đá. Cái điều đó cũng rất là đáng khâm phục với những người trẻ tuổi như em mà ở trong địa bàn trong làng cây cũng như địa bàn Trương Mỹ cũng không nhiều. Em nhân cái dịp chia sẻ như này, em có chia sẻ gì với anh em trong Trường Mỹ cũng như là trong làng cây? Okay. Giáp xin kính chào quý vị, các bác, các chú và anh em yêu cây cảnh nghệ thuật. Trước tiên thì Giáp xin cảm ơn anh Minh Dưỡng đã đến vườn nhà chia sẻ về các tác phẩm của Giáp. Rất mong là quý vị và các bạn có dịp về thăm Trương Mỹ thì Giáp xin mời quý vị đến vườn Giáp giao lưu. Okay. Và sang năm 2018 thì Giáp xin kính chúc tất cả các bác, các chú và anh chị yêu cây cảnh nghệ thuật một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Ok. Minh Dưỡng cũng thay lời muốn nói cảm ơn Giáp và cũng chia sẻ với đồng cảm với Giáp, cũng chúc toàn thể quý vị các bạn một năm mới 2018 đạt gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực cây cảnh cũng như là trong lĩnh vực cuộc sống. Chúc mọi người nếu sau này ai đã biết Giáp và chưa biết đến Giáp về Trương Mỹ có dịp sẽ về Trương Mỹ để thăm một cái nhà vườn của Giáp tại Đại Ơn, một cái lòng đam mê cây rất là lớn. Ok, để thưởng thức thưởng lãm những cái tác phẩm mà đang trong quá trình tạo tác rất là quý và đẹp. Ok, xin chào, hẹn gặp lại quý vị các video mới. Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn.